ghe qua hỏi thăm mà bắt chai cho anh cưới em về là hết năm nay anh hốt em liền. Chơi thiệt luôn à. Nhà đàn châu đã nuôi mấy năm mà bán đi luôn để gửi em về sắm cho em vàng cây nhẫn cưới. Nếu là tính nhau thôi một câu tới luôn thôi nè, hai ta sẽ càng nhiều đắp xây nhà hai bên ai vui mừng chỉ ba nước mắt rưng rưng. Ôi con dâu nhà ai xinh quá. Tình anh là sông sâu người ơi to lớn cứ